Chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào quý vị khán thính giả, chào Nhất Anh. Dạ, thưa anh Thắng, thì trong tất cả những nước ở châu Á thì tất nhiên là mỗi nước đều có những cái nét riêng của nó. Nhưng mà có một nước nước mà Nhất Anh rất là thích mà chưa có dịp được tới, đó là đất nước Nhật Bản. Thì người ta nói là nhắc tới Nhật Bản thì người ta thường nói tới nhắc tới Tokyo. Thì là tại vì nó là nổi tiếng rồi. Nhưng mà có một cái thành phố mà ít người biết mà nhanh nghĩ là nó rất là đẹp mà nhanh cũng muốn biết nữa, đó là cái thành phố Kyoto. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Thắng có thể nói về Kyoto được không anh Thắng? Nhất Anh nói đúng, phần lớn người ta đều biết đến thủ đô Tokyo. Dạ. Tokyo nghĩa là Đông Kinh đó. Dạ. To là Đông mà Kyo là Kinh, thành Đông Kinh là Tokyo. Còn Kyoto thì sao anh? Kyoto thì Kyo có nghĩa là Kinh. Dạ. Nhưng mà Kyoto, To có nghĩa là đô, yeah. Kinh đô, hai yeah. cái khác nhau, một cái là Kinh đô, một cái là Đông Kinh. Oh, yeah. Thực sự thì ngày xưa Kyoto đó là một cái cố đô của đất nước Nhật Bản, yeah. khoảng hơn 1.100 năm. Thành yeah. thử cái thời gian làm cố đô và đồng thời một cái văn hóa lớn của Nhật Bản, phần lớn là nằm ở cái đất ở cái thành phố Kyoto. Yeah. Còn Tokyo thì dù sao cũng là một cái thành phố mới về sau này, từ thời Minh Trị Thiên Hoàng, yeah. Thiên Đô về khu vực này thì yeah. mới gọi là Đông Kinh, tức là Tokyo, yeah. thì mới khoảng 150 năm thôi, yeah. từ năm 1868 đến giờ. Yeah. Nếu vậy thì nói Nhân Thắng thì hai thành phố Kyoto với lại Tokyo là anh Thắng nói vậy là Nhân thấy sự khác biệt rõ ràng luôn. Một thành phố thì là hiện đại hơn, còn thành phố là hoài niệm hơn. Thì nếu mà muốn mà tìm hiểu về truyền thống văn hóa của Nhật Bản thì phải đi Kyoto. Chắc chắn thì nếu quý vị du khách mà muốn biết về văn hóa Nhật Bản, muốn biết về những cái sinh hoạt của những người Nhật ngày xưa đó, yeah. thì chúng ta phải đến Kyoto. Tại vì ở Kyoto đây là tất cả những cái tập trung của văn hóa của Nhật Bản khoảng 1.100 năm đều nằm ở đây. Nói là 1.100 năm là vào cái thời của Minh Trị thôi. Yeah. Cho đến bây giờ thì nó là hơn 1.200 năm rồi. Yeah. Thành thử Kyoto vẫn là một cái nôi văn hóa của nước Nhật và đồng thời sẽ cho chúng ta thưởng thức rất là nhiều cảnh đẹp. Ở Kyoto nó có mùa xuân, hoa anh đào, mùa hè, thì với tất cả những lễ hội nổi tiếng của Nhật Bản đều tụ tập trung về Kyoto. Và đồng thời đến mùa thu thì Kyoto mùa thu lá vàng, đó là cái mùa mà mùa thu lá vàng rực rỡ và gọi là rất là đẹp. Yeah. Sau đó thì nói đến mùa đông Kyoto thì rất là lạnh, tại vì Kyoto là một cái thung lũng nằm ở trong cái vòng một cái thung lũng lớn, thành ra mùa hè rất là nóng và mùa đông rất là lạnh. Thế tuy nhiên trong cái lạnh của nó là một cái thành phố cho ta những cái văn hóa đặc biệt của Kyoto. Dạ, nếu vậy thì là Kyoto là có đủ 4 mùa luôn. Thì nghe anh Thắng nói nãy có mùa thu mà có lá vàng thì tưởng tượng ra là rất là lãng mạn. Ồ, đẹp lắm dạ. Nhất Anh. Mùa thu lá vàng của Kyoto phải nói là cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất nhiều và in trong đầu óc của tôi rất là nhiều về những cái cảnh sắc mùa thu của Kyoto. Chúng ta chưa đến Kyoto thôi, nhưng mà chúng ta đến Kyoto vào đúng cái mùa thu của nó. Thì cái đó là một cái thành phố mà cho chúng ta rất là nhiều cái suy nghĩ và nhiều cái ấn tượng về cái sắc đẹp của thành phố, về cái cổ kính của thành phố, về cái văn hóa của thành phố và về một cái không gian mà có lẽ ít thành phố nào có được, tại vì cái không gian của Kyoto đó vào mùa thu nó cho mình cả một cái không gian ửng đỏ. Yeah. Chẳng hạn chúng ta đến thăm những ngôi chùa nổi tiếng ở Kyoto như là chùa Vàng, chùa Bạc, đó là những ngôi chùa nổi tiếng. Chùa Vàng là Kinkakuji, có nghĩa là Kim Cát Tự. Yeah. Đây là một ngôi chùa vàng. Vào mùa thu đó mình sẽ thấy cái ảnh hưởng của lá vàng, lá đỏ đó nó lẫn xen vào cái không gian của cái mùa vàng. Được dát vàng ở trên cái ngôi chùa vàng đó, yeah. nó tạo ra một cái màu vàng không còn là màu vàng nữa mà nó có nghĩa là màu vàng đỏ. Yeah. Thành thử một cái không gian như vậy mà mình đến, có dịp đến Kyoto mùa hè, mình có dịp đến Kyoto mùa xuân rồi, mình mới nhìn được cái cảnh sắc khác lạ của cái Kyoto mùa yeah. thu. Nói Nhân Thắng này là đến Kyoto là mùa thu là đẹp nhất hả anh Thắng? Nó là 4 mùa xuân hạ thu đông ở Kyoto, thành yeah. thử nếu trong mình muốn tìm hiểu cái gì thì trong cái mùa đó mình đến Kyoto mình xem cái gì. Chẳng yeah. hạn như chúng ta đến mùa xuân mình sẽ thấy tất cả cảnh sắc chùa và đền thần đạo ở Kyoto đều nở rộ những cái hoa anh đào. Và cho đến mùa thu thì chúng ta thấy nở lá vàng, lá phong Nhật Bản, những cái lá được đổi màu
thành màu vàng, màu xanh. Mình khó mà có thể diễn tả bằng cái ngôn ngữ được ghê lắm à, Nhất Anh. Và đồng thời, và mùa hè thì ở Kyoto đầy những cái lễ hội, dân chúng có thể đi ra ngoài rước kiệu, rước lễ, làm những cái gọi là nghi thức về các tôn giáo của mình. Và đồng thời mùa đông thì đây là một thành phố lạnh, nhưng đồng thời những cái tuyết nó tỏa xuống, đổ xuống những cái thành phố, những cái nhà cửa, và đồng thời nó tạo cho một cái không gian mùa đông của Kyoto nó cũng khác. Dạ, hồi nãy giờ quên hỏi anh Thắng một câu là Kyoto là nó nằm ở đâu anh Thắng? Kyoto, nó có gần Tokyo không? Trở lại một cái câu hỏi đầu tiên đó là Tokyo là Đông Kinh. Thành ra khi mà Nhất Anh hỏi như vậy tôi phải nói thêm này, có một số người họ hay dùng Tây Kinh của Nhật Bản. Thành phố Tây Kinh ở đâu? Thực sự khi mà ngày xưa Thiên Hoàng đóng đô ở Kyoto hơn 1.100 năm, cho đến thế kỷ thứ 19 thì Thiên Đô về Tokyo. Thực sự Tokyo lúc đó nó không tên là Tokyo mà nó tên là Edo. Thành ra khi Thiên Hoàng Thiên Đô về thành phố Edo đó, và ông Minh Trị Thiên Hoàng ông đổi tên cái thành phố Edo thành Tokyo, có nghĩa là Đông Kinh. Và khi một thành phố đang từ phía Tây mà Thiên Đô về phía Đông như vậy thì đây là Đông Kinh. Thì cái thành phố ngày xưa, cái cố đô đó, người ta không còn gọi là Kyoto nữa mà đôi lúc người ta gọi là Tây Kinh. Tức là kinh đô phía Tây của nước Nhật. Còn bây giờ là kinh đô phía Đông của nước Nhật là Tokyo, và Tokyo bây giờ là thủ đô của nước Nhật. Thì trong cái thành phố Kyoto nãy anh Thắng có nói là có rất nhiều thắng cảnh đẹp, trong đó có chùa vàng, chùa bạc, thì anh Thắng có thể nói thêm về những cái thắng cảnh đó không anh Thắng? Kyoto không phải chỉ có chùa vàng với chùa bạc không đâu Nhất Anh. Dạ. Nếu mà nói là một con số thì mình không có thể tưởng tượng được, mình có thể đi ở Kyoto 2-3 tháng trời để đi hết những ngôi chùa của nó. Các ngôi chùa của Kyoto khoảng 1.600 ngôi chùa và có khoảng gần 300 cái ngôi đền thần đạo. Thành thử đây là một số lượng chùa và đền rất là lớn, và đều là những cái nổi tiếng về văn hóa Phật giáo cũng như văn hóa thần đạo của nước Nhật. Thành thử đến đây đó, nếu mà Nhất Anh là một người nghiên cứu về văn hóa Nhật Bản, thế nào Nhất Anh cũng ở Kyoto rất là lâu để mà nghiên cứu thêm các ngôi chùa nổi tiếng của những vị thiền sư, đại sư nổi tiếng của đất nước Nhật Bản. Phần lớn ở đây đều xuất phát từ Kyoto hoặc là từ Nara. Nara là một cái thành phố cố đô trước thời Kyoto nữa. Nhưng mà đó là hai thành phố duy nhất mà đã ảnh hưởng đến văn hóa của Nhật Bản ngày nay rất là nhiều. Chúng ta có thể đến Kyoto, chúng ta có thể đi thăm chùa vàng, chùa bạc từ cái thế kỷ thứ 14 và đồng thời 15, và đồng thời sau đó chúng ta có thể đi thăm những cái thắng cảnh rất là nổi tiếng từ thế kỷ thứ 11, những ngôi chùa như là Thanh Thủy Tự, tiếng Nhật đọc là Kiyomizu-dera. Còn Kinkaku-ji đó có nghĩa là Kim Khắc Tự, mà Ginkaku-ji là chùa bạc. Chữ Kim với chữ Ngân hai cái khác nhau một chút xíu, nhưng tiếng Nhật nó đọc hơi khác một tí thôi. Gin là Ngân, còn Kim là Kim. Đó, thì khác nhau như vậy. Nhưng cái đó là những về chùa thôi. Còn những cái ngôi thiền tự nổi tiếng như ngôi thiền tự Long An Tự chẳng hạn, Ryoan-ji, đó là một ngôi thiền tự mà không biết Nhất Anh có để ý, trong cái văn hóa Nhật Bản có nổi tiếng về những cái vườn bằng sỏi đá đó. Và người ta để những cái tảng đá lên và để cho những người tập thiền hoặc là tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái ngôi vườn đó. Thì người ta đều đến đó, người ta ngồi trước ngôi vườn và người ta thiền tọa ở đó và để ngẫm nghĩ lấy cái công án nào đó, tôi không biết. Và đó là những cái ngôi thiền tự rất là nổi tiếng của thành phố Kyoto. Và sau đó thì phải nói đến là những cái thắng cảnh như là Arashiyama. Arashiyama tiếng Nhật là Arashiyama, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi dịch ra tiếng Việt Nam nó gọi là Lam Sơn. Cái núi đó có tên là núi Lam Sơn, giống như cái tên của núi Vua Lê Lợi ngày xưa của mình đó, khởi nghĩa từ Lam Sơn. Thành ra đây là một cái thắng cảnh nổi tiếng về mùa xuân hoa anh đào, và đồng thời nổi tiếng nhất vào mùa thu lá vàng. Chúng ta có đi những đường xe điện ở trên cái khu vực của Arashiyama đó, chúng ta mới thấy được cái đẹp của Kyoto vô ngần. Và cái ngôi chùa như là Thiên Long Tự, vào mùa thu cũng đẹp, mà vào mùa xuân cũng đẹp, mùa hè cũng đẹp, mà mùa đông cũng đẹp nữa. Mùa nào cũng đẹp. Mùa nào cũng đẹp. Thành thử nói đến Kyoto là chúng ta có thể là một thành phố chúng ta đi thăm, đi du lịch, du ngoạn, thưởng ngoạn cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Thì đến với Kyoto thì có những cái hoài niệm như vậy, thì đối với anh Thắng thì anh Thắng nghĩ như thế nào trước một cái phong cảnh mà làm cho anh Thắng rất nhiều cảm suy nghĩ đúng không?
Dĩ nhiên thì Kyoto cái đây là một cái thành phố nó vừa mang cái cổ kính và đồng thời nó mang cái hiện đại. Tôi lấy thí dụ như cái nhà ga, tức là cái nhà ga của Kyoto đó mới được xây dựng lại và nó trở thành là một cái nhà ga rất là hiện đại trong cái xứ Nhật Bản. Và cái này và cái nhà ga này đã trở thành một cái địa điểm mà trở về sau này cũng là một cái địa điểm du lịch cho du khách nữa. Nhưng mà trước hết thì Kyoto không nói đến cái hiện đại, mà chúng ta đến Kyoto chúng ta tìm hiểu về những cái văn hóa, về cái cổ kính. Và đặc biệt là Kyoto đã xây dựng một cái đền gọi là Heianjingu, có nghĩa là Bình An Thần Cung. Đây là một cái đền đã được xây dựng ngay cái trung tâm của Kyoto và trở thành là một cái đền để kỷ niệm Kyoto đã 1.100 năm tuổi. Thành thử đây cũng là một cái đền được xây dựng rất là đẹp, và chúng ta có dịp đến Kyoto, chúng ta thưởng ngoạn cái kiến trúc đặc biệt của cái người dân Nhật của cái thời xa xưa. Và đồng thời Kyoto nó cho cái ấn tượng khó quên cho tất cả những du khách nào đến Kyoto vào bất cứ mùa nào. Thưa anh Thắng, thì ngoài cái chùa rồi những cái tu viện nên anh Thắng vừa mới nói, thì ngoài ra ở Kyoto còn có những cái gì mà đặc kháng mà những du khách tới có thể tham quan? Một cái khác nữa là chúng ta biết là trong cái thời điểm ngày xưa của Nhật Bản thì nó có hai cái gọi là vua và chúa. Thì vua tức là thiên hoàng, mà chúa đó mình dịch theo tiếng Việt Nam mình là chúa, nhưng mà thực sự họ là shogun, đó là những tướng quân. Đó là hai vị trí khác nhau. Vua thì thiên hoàng chỉ là một cái hư vị, là một cái nghi lễ cho người dân Nhật. Nhưng mà người mà lãnh đạo đất nước Nhật vào những thời xa xưa đó, đó là những shogun, tướng quân, và họ giống như là một cái phủ chúa đó, thành ra họ rất là power. Và ở Kyoto chúng ta có thể đi thăm một cái đền, nó là một cái thành, nó gọi là thành Nhị Điều, nơi mà shogun Tokugawa, tức là tướng quân Đức Xuyên đó, đã cai trị nước Nhật trong vòng cái triều đại đã cai trị nước Nhật trong vòng 260 năm. Và đây là một thời kỳ rất là thịnh trị cho nước Nhật, cho đến khi người Tây phương, người Mỹ đã đến Nhật Bản thì cái triều đại nó mới sụp đổ. Thì trong cái nền văn hóa của Nhật Bản á, thì mình không thể nào mà không nhắc tới cái tinh thần samurai. Thì mà nói Kyoto là hồi xưa thì chắc chắn phải gắn liền với lại samurai rồi, đúng không anh Thắng? Đúng, thì Kyoto đó ngày xưa thì samurai tức là một cái giai cấp chiến binh ở trong cái xã hội Nhật Bản. Thành ra nói đến samurai thì người ta hình dung được nhiều chuyện, đúng không? Những người chiến binh đã gọi là danh dự, can đảm với trung thành, đó là ba đức tính của một người chiến binh samurai. Thành ra đó là lý do tại sao họ có thể trung thành với người chủ của họ, và đồng thời họ có một cái danh dự và cái can đảm để họ chọn cái chết để mà họ bảo vệ cái danh dự của họ. Đó là cái người chiến binh samurai. Thì chiến binh samurai là một cái giai cấp đã được một tướng quân vào cái thế kỷ thứ 13, thứ 12 đã lập ra một cái giai cấp chiến binh đó để bảo vệ cho cái chế độ tướng quân. Và cái chiến binh đó là chiến binh samurai đã được tiếp tục nối tiếp qua thời gian cho mãi đến thế kỷ thứ 19 mới chấm dứt. Thế tuy nhiên qua một cái thời gian dài như vậy đó thì cái tinh thần samurai của Nhật Bản á, nó vẫn còn tiềm tàng trong cái lòng người dân chứ nó không hẳn như mất. Tại vì chúng ta phải biết rằng cho đến năm 1970 đó, Nhật Bản cũng có một nhà văn rất là nổi tiếng là Mishima. Là ông đã người ra viết là cuốn Kim Cát Tự đó. Và ông đã chọn một cái chết theo cái kiểu là tự sát, theo kiểu mà samurai là mổ bụng. Để mà cảnh báo lại cái giới trẻ Nhật Bản về cái nguy cơ mà văn hóa Âu Mỹ đã đến Nhật rất là nhiều, và ông sợ rằng cái văn hóa đó sẽ làm hỏng cái tinh thần samurai của Nhật Bản. Và cái đó là những cái vị samurai cuối cùng cho đến năm 1970. Thì còn tôn giáo ở Kyoto thì sao? Ngoài cái nãy anh Thắng nói chùa thì nhanh biết đó là Phật giáo, thì còn ngoài ra Phật giáo thì còn có những cái tôn giáo mà... Tôn giáo lớn nhất của Nhật Bản tôi nghĩ vẫn chưa phải là Phật giáo hoàn toàn, mà một cái tôn giáo chính nó tiềm tàng trong lòng dân tộc Nhật Bản, đó là thần đạo. Thực ra nói đến thần đạo thì chúng ta nghe nó thấy có vẻ ghê gớm quá, phải không? Nhân cũng không biết nó là cái gì hết. Thần đạo, nhưng thực sự tiếng Việt Nam mình dễ lắm. Ở Việt Nam mình ở đâu cũng có hết á. Là thần làng thôi.
thần làng, và đâu cũng có thờ thần hết, thần làng. Rồi đôi lúc ở Việt Nam ngày xưa ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa thì mình hay gọi là thần hoàng. Nhưng mà đó là cái người Nhật thì họ gọi là thần đạo. Tại vì người Nhật thì họ tin rằng trong vũ trụ, trong thiên nhiên ở đâu cũng có thần hết. Thành sự chúng ta, đời sống của chúng ta sống với núi có thần núi, chúng ta sống với nước có thần nước, và chúng ta sống với cây cối là cũng có thần, thần hoa, thần cây và thần đất, thần mặt trời. Người Nhật thì họ tự nhận là con cháu của Thái Dương thần nữ mà, họ là thần mặt trời, nhưng họ rất là ngưỡng mộ thần mặt trăng. Thành ra bởi vậy trong cái văn hóa, trong cái lịch sử cũng như trong những cái truyền thuyết của người Nhật, họ luôn luôn có tất cả các vị thần gọi là lúc nào cũng tụ họp với nhau lại để mà xây dựng ra một cái đất nước. Thành ra cái tinh thần đó là một cái tinh thần thần đạo mà đã được hung đúc cho người Nhật, họ trở thành một rất là tập thể và họ có thể sát cánh với nhau để sống bằng cái tập thể hơn là cá nhân. Còn một câu hỏi nữa mà muốn hỏi cho anh Thanh Thắng, đó là nói đến Nhật thì tất nhiên là mình biết là có sushi là cái món nổi tiếng. Nhưng mà nếu như mà ở, nhanh không biết là ở Kyoto thì có cái đặc sản nào mà ở Kyoto đặc biệt thì chỉ có Kyoto? Nó có một vài những món đặc sản khác. Dĩ nhiên đến Nhật ai cũng biết là ăn sushi, ăn sashimi, ăn onigiri là cơm nắm đó. Thế tuy nhiên thì có một cái món ở Nhật Bản mà ở Kyoto rất là nổi tiếng. Thế tuy nhiên người du khách đến đó không chưa biết, thành ra ăn thì cũng không cảm thấy cái thanh của nó. Đó là món đậu hũ. Món đậu hũ họ làm thì tôi không biết họ nói làm sao, nhưng mà họ để cho mình một cái món đậu hũ là nước không thôi. Nhưng mà khi càng đun nóng lên thì nó đụng cái váng lại. Và họ hớt cái váng đó họ ăn. Cái váng nó chính là cái đậu hũ. Thì cũng đó là một cái đặc sản ở cái vùng Kyoto. Và dĩ nhiên mỗi vùng ở trên Nhật Bản thì đều có những món đặc sản như rượu, như là bánh ngọt, như là cái snack, hoặc là những cái món hàng đặc sản của cái vùng đó. Họ đều tạo ra một cái riêng biệt để họ bán cho mình. Thành ra thức ăn, thực phẩm của Nhật Bản ở mỗi vùng đều khác nhau hết. Không chỉ có sushi mà còn có tàu hũ lạ có, như vậy. Tàu hũ. Có nhiều thứ lắm, có nhiều thứ, rất là nhiều thứ để chúng ta có thể thưởng thức tại Nhật Bản. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.